người. Tại sao là chúng tôi? Các bạn có thể thấy sở hữu ngân hàng truyền thống với hệ thống CNTT, dịch vụ của chúng tôi đã hoạt động và các chuyên gia lâu năm có kinh nghiệm từ không gian ngân hàng từ khắp nơi trên thế giới và sẽ tạo ra nền tảng Bagen ha. API mở là một thị trường minh bạch hơn, tăng tính di động khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bạn nói ở đâu? Ở Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á. Và Bagen nó là một nền tảng tài chính mở được thiết kế để hoạt động trong cấu trúc ngân hàng độc quyền của liên minh và được thiết kế để phục vụ nhu cầu fintech và kinh doanh mật mã trong các lĩnh vực chuyển tiền, trao đổi tiền điện tử và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ thật theo giải pháp white label. Được thành lập trên thực tế kinh doanh giải pháp và thanh toán từ B2B dẫn đầu thị trường và trả nợ trực tuyến và chuyển khoản B2B với 115 triệu đô la giá giao dịch mỗi tháng và cộng thêm 1,5 triệu người dùng duy nhất của các dịch vụ công ty và hơn 2 triệu giao dịch mỗi tháng. Gia tài giàu có, Bagen dựa trên một trung tâm xử lý thực sự và thành công, B2B, giấy chứng nhận PCI, DSS Level 1 khiếu nại an ninh với hơn 115 triệu đô la giá trị giao dịch mỗi tháng. B2B và được thành lập tại Anh vào năm 2012 bởi các chuyên gia từ lĩnh vực ngân hàng có kinh nghiệm triển khai các dự án American Express, SEB và Volkswagen cũng như là Nga. Đây là cái đường đi của chúng tôi đã phát triển của Best2Bay ha, từ năm 2015 là 0,76 và hiện tại chúng tôi đang hướng đến 115 USD. Và kinh nghiệm quốc tế thì trong năm 2014, Best2Bay cùng với Visa và Mastercard đã phát triển gói dịch vụ Best2Transfer cho phép các ngân hàng sắp xếp việc thanh toán cái khoản vay của họ bất kỳ thiết bị trực tuyến nào suốt ngày đêm. Cái giai đoạn của token sale các bạn có thể thấy resale vào khoảng năm trước là tỷ lệ mua là 1 USD bằng 1,4 BTC. Còn năm nay thì ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018 tỷ lệ mua là 1 USD bằng 1,3 BTC, nhưng mà chúng tôi thưởng thêm 30% cho từng đầu tiên các bạn mua ha. Phân phối mã thông báo và dự kiến dữ liệu sử dụng thu nhập thì tên và logo của mã thông báo là BTC, tỷ lệ mua thì 1 BTC bằng 1 USD, blockchain là Ethereum ERC20. Còn về thể được phân phối giữa các nhà đầu tư của dự án sẽ là 41 triệu 508 nghìn BTC, tức là chiếm khoảng 27,35% trong tổng số mã thông báo là 151 triệu 750 nghìn BTC mà chúng tôi có. Về đề án phân phối quỹ thì chiếm đa số là chúng tôi mua ngân hàng 64,9%. Các bạn có thể xem video về mã thông báo tại đây. Về dự án nhóm của chúng tôi thì các thành viên sau đây: Kirill Radchenko, một giám đốc điều hành.